Các anh chị em thân mến, PTI của chúng ta hiện nay có hơn 2.500 cán bộ nhân viên đang làm việc. Có thể nói PTI là nơi đất lành. PTI không chỉ là nơi để chúng ta đến làm việc, PTI còn là nơi ươm mầm cho các tình yêu, đôi lứa. Nhiều bạn trẻ đã tìm thấy nửa đời của mình tại PTI. PTI không chỉ là tình yêu bắt đầu, PTI không chỉ là nơi tình yêu bắt đầu, PTI còn là nơi tình yêu đơm hoa, kết trái ngọt. Hãy cùng ban tổ chức sự kiện cùng gặp gỡ họ nhé. Và xin bật mí, chúng tôi đã nhanh chóng tổng hợp số lượng cán bộ nhân viên đang là những cặp đôi và đang công tác tại PTI. Và cuối cùng quý vị có thể biết không, có trên 45 cặp đôi đang cùng nhau làm việc tại PTI, và trong đó có gần đến 40 cặp đôi được đơm hoa kết trái tại PTI. Và ngày hôm nay, nhân dịp buổi lễ sinh nhật đặc biệt này, các cặp đôi họ sẽ mang món quà sinh nhật ý nghĩa gì đến với chàng trai PTI của chúng ta? Chúng ta hãy cùng chờ đón nhé. Rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa, giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ còn lẽ hơn cả yêu. Cảm
giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ trong anh bây giờ có lẽ hơn cả được sống trong những cung bậc cảm xúc đặc biệt, cảm thấy ngập tràn yêu thương, ngập tràn hạnh phúc trong một lễ sinh nhật vô cùng đặc biệt như này. Một buổi tiệc sinh nhật không bánh, không hoa, không tụ tập mà vẫn trọn vẹn, đủ đầy với đồng nghiệp thân yêu của chúng ta trên toàn quốc. Cho hợp thay mặt ban tổ chức, xin được cảm ơn ban lãnh đạo tổng công ty, xin được cảm ơn anh Bùi Xuân Thu, tổng giám đốc,
đã tạo điều kiện cho bộ phận tổ chức sự kiện thực hiện được sự kiện đầy ý nghĩa này. Xin được cảm ơn anh chị em trong ban tổ chức chương trình, cảm ơn Liên Văn Phòng, Hương Bầu Banh Ca, Pháo Trung Anh, Cường Thiết Kế cùng nhiều anh chị em khác. Cảm ơn các cặp đôi hạnh phúc, cảm ơn tất cả các anh chị em trên toàn hệ thống. Cảm ơn các thành viên trong gia đình nhỏ của chúng ta đã cùng vào cuộc xây dựng clip, đã cùng náo nức, đã cùng đón đợi và cùng theo dõi chương trình với người PTI. Hợp rất mong được sớm hò hẹn và gặp lại các anh chị em tay bắt mặt mừng chứ không chỉ online như thế này. Mặc dù đêm hò hẹn đã rất vui, rất nhiều cảm xúc nhưng Hợp vẫn muốn trao những vòng tay ôm tới tất cả các anh chị em hơn là nhìn thấy mọi người qua màn hình. Xin cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an vượt qua đại dịch. Hẹn gặp lại Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ và tất cả các mọi miền trên cả nước. Hãy nhớ là chúng ta còn rất nhiều cuộc hẹn. Xin chào và hẹn gặp lại.